Rồi sáng hôm nay em có cập nhật clip nha anh chị, một con kem mẹ một sữa đẻ đó, thì con kem xám thì chân móng hoàn thiện, bò này trên 10 ngày tuổi, thì bò này tầm trên 50 kg anh chị ơi, thì 50 mấy ký gì đó đó, thì bò này đã rụng lún nha anh chị, bao xuống lún xuống ruột nha anh chị, bò này rất là lớn con nha anh chị, chân cẳng cối đầu to đó, thì anh chị biết rồi, dòng bò nào kem xám thì mẻ một sữa đẻ, mình nữa nuôi ghép nuôi lấy sữa là bao ok anh chị ơi. Đó lớn con nha anh chị. Đó tầm 10 ngày tuổi. Quá về pin cho con bò luôn. Đó thì đang lớp lông lông sữa đó anh chị ơi. Đó. Thì anh chị nào có điều kiện có bò dư sữa, bò kem, bò cọp, bò nào dư sữa thì mình bắt con kem xám về mình ghép nuôi làm giống sinh sản anh chị ơi. Đó thì bò này đã 10 ngày tuổi, tầm 50 mấy ký anh chị ơi, mấy 60 ký gì đó, thì chân cẳng cối nha anh chị, tắm đi bao bú nha anh chị, bao bú dầu bú cẳng xuống đúng xuống được, giá là 6 triệu nha anh chị. Anh chị thấy giá cả hợp lý thì liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Quá trời pin không. Thì bên em chuyên cung cấp bò nuôi sinh sản, bò ghép, bò đực, vô béo, trâu, bò dê nha anh chị. Thì anh chị thấy kênh hay cho em một lượt đăng ký chia sẻ. Đứng lên đi con, đứng lên.